Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 67. Nhưng Đức đọc những công đoạn ở trong quyển sách mà Niệm Phật Tông Yếu của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, những đức thấy những công đoạn của các ngài, hình như mình đọc đến cái mình thấy mình có cơ hội niệm Phật giáng sanh, và Bổn Nguyện Di Đà của Đại Sư Thiện Đạo, đọc cái là thấy mình có cơ hội thấy siêng niệm Phật, thích niệm Phật liền, và gây dựng tín nguyện niệm Phật rất là cao, nên Đại Lão Hòa Thượng ngài Thích Minh Thông Tuyên Lực Sư ngài nói một câu: khi đọc Bổn Nguyện Di Đà tự thấy mình có cơ hội. Thật sự là lúc xưa những đức nghe pháp của Đại Lão ở Thượng Tịnh Không, nghe vậy thôi chứ thấy mình làm giống như cái cơ hội mà để mình làm được cái thành tựu của đường giảng sanh không cao, tại vì các ngài giảng quá rộng ra, giảng rộng quá, nhưng càng ngày thì mình thấy đi vào bổn nguyện niệm Phật thấy mình có cơ hội. Thí dụ như mình tu, mình niệm Phật mà mình thấy mình có cơ hội, mình thấy mình làm được, mình thấy mình có thể được Phật tiếp dẫn, thì tự nhiên mình sẽ hưng khởi, thích thú niệm Phật dữ lắm. Thật sự 100% luôn. Bây giờ như Đức đọc những công đoạn này, quý vị nghe, quý vị thấy rất hợp tình, hợp lý luôn quý vị. Có nghĩa là tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, vẫn làm những việc thiện lành, nhưng cái bổn nguyện của Di Đà tiếp dẫn là ngay chỗ niệm Phật, tín nguyện là ngài tiếp dẫn. Còn cái việc làm thiện, làm lành, làm này, việc này, việc kia, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, độ chúng, thuyết pháp, đủ chuyện hết. Cái việc đó cũng nằm trong cái phạm vi niệm Phật giảng sanh. Nhưng mà cái bổn nguyện niệm Phật giảng sanh là tín nguyện, niệm Phật cầu sanh cực lạc, làm chính. Tại vì ngài muốn cho tất cả chúng sanh bình đẳng được giảng sanh, nên đưa ra bổn nguyện là niệm Phật. Còn những việc xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, thuyết pháp, độ sanh, việc này đâu phải ai cũng làm được đâu quý vị. Nếu đưa lên những cái việc giảng sanh mà những việc đó thì rất nhiều người ta không làm được. Nên ngài đưa bổn nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, tín nguyện. Còn những việc thiện, việc lành đó thì người tu mình làm được thì cố gắng làm, giúp cho nhiều người ta tu, việc này không có sai. Nhưng mà chỗ tín nguyện niệm Phật thì sanh cực lạc. Còn tất cả những việc thiện, việc lành kia vị làm có nhiều cỡ nào nhiều, nhưng nếu không tín nguyện niệm Phật thì quý vị cũng không được giáng sanh. Nãy vị nghe công đoạn này nè. Hỏi: tất cả nghiệp lành đều có lợi ích, đều được vãng sinh, vì sao chỉ khuyên xưng danh hiệu Phật? Đáp: hiện nay khuyến khích niệm Phật không phải là bài xích các công hạnh khác, mà chỉ là pháp tu niệm Phật, bất luận nam nữ sang hèn, bất luận lúc đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian, nơi chốn, cảnh duyên, tu tập đều dễ dàng. Nhãn đến khi lâm chung, nguyện cầu vãng sinh, không có pháp tu nào tiện lợi hơn pháp niệm Phật. Nên biết công hạnh niệm Phật dễ dàng, cho nên ai cũng có thể tu tập. Còn các công hạnh khác không dễ dàng, không chắc ai cũng tu tập được. Phải chăng Đức Phật A-di-đà muốn cho tất cả chúng sinh được bình đẳng vãng sinh, cho nên mới dùng bỏ khó lấy dễ làm bổn nguyện? Thì nghe cực kỳ hay luôn quý vị. Thật sự mà nói, nó rất là phù hợp vào cái căn tính của người mình bây giờ luôn. Nên nhiều người mà mình làm cái khó quý vị, mình đừng có nghe cái dễ, cái tự nhiên mình lắc đầu mình không chịu, tại mình nghĩ mình làm khó quá, mà mình làm được cái gì khó gì mà được có một chút, không chi là quá dễ cái gì. Đừng có nghĩ gì quý vị.
Đừng có nghĩ như vậy. Mình làm được cái khó để mình thành tựu thì việc đó cũng tốt. Người ta làm được cái dễ mà người ta thành tựu, việc đó càng tốt hơn. Thí dụ như bây giờ quý vị khỏe, không lẽ quý vị không muốn, quý vị muốn khổ? Đức Phật A Di Đà ngài biết cái khả năng của người mình bây giờ, thà cho mình làm cái dễ để mình dễ thành tựu. Nên ngài đưa bổ nguyện niệm Phật, ngài dựng tính nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc, chỗ này là quý vị được thành tựu. Nhớ thích danh hiệu của ngài, ngài rước. Mỗi ngày mình niệm Phật vậy thì tự nhiên cái tâm mình thiện ra, mình đủ nhân duyên làm việc thiện, việc tốt, bố thí cúng dường, tạo tượng, xây chùa, đúc chuông, làm nhiều việc này việc nọ thiện là mình làm liền gì đâu. Nhưng mình đều quy hướng vào bổ nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc hết. Cái chủ chính của quý vị là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu bỏ đi tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì dù quý vị có làm bao nhiêu việc thiện, có lớn cỡ nào đi chăng nữa, thì đây không phải là bổ nguyện niệm Phật, mà đó chỉ là cái trợ hạnh thôi. Còn cái chánh hạnh là tín nguyện niệm Phật. Còn nếu như quý vị đã tín nguyện niệm Phật rồi, phát nguyện cầu sanh cực lạc, nhưng quý vị lại đủ duyên làm việc thiện việc tốt mà không làm, vì quý vị thiếu tâm từ bi, người này niệm Phật mà không hiểu. Còn nếu như mình là người gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, mình không có một cái duyên làm được việc thiện gì hết chứ, vậy thì mình chỉ cần lo niệm Phật là Phật rước. Mình là người nghe đạo, biết tu, biết niệm Phật, trước mặt mình người ta té sông té giếng, mình vớt được mà mình không vớt gì, tâm từ bi mình đâu, hiểu không? Nên á, những việc đó đều không có bài xích. Nhưng mà chỗ gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là chỗ cực kỳ quan trọng. Quý vị phải gây dựng, phải gây dựng ngay câu Phật hiệu này cho cực kỳ mạnh. Tất cả việc thiện, việc lành, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông đều phải quy về chỗ đó, lấy chỗ đó làm gốc chính, vậy thì mới thành công. Nếu như lao đi độ sanh, lao đi làm việc thiện việc tốt, bố thí cúng dường, tạo tượng, đúc chuông, phóng sanh, lao đi những việc đó mà không chịu gây dựng tín nguyện, những đức nói quý vị dặn không được giảng sanh. Tại vì bổ nguyện tiếp dẫn là ngay câu Phật hiệu. Bị nghe công đoạn này rất là hay luôn á, công nhận không? Hiện nay khuyến khích niệm Phật không phải bài xích các công hạnh khác, nghe rõ nghe, mà chỉ là pháp tu niệm Phật, bất luận nam nữ sang hàng, bất luận lúc đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian nơi chốn cảnh duyên, tu tập đều dễ dàng. Nhẵn đến khi lâm chung nguyện cầu vãng sinh, không có pháp nào tu tiện lợi hơn pháp niệm Phật, đúng không? Những đức hỏi quý vị, khi quý vị cặn tư nghiệp, quý vị có đi bố thí cúng dường, tạo tượng, đúc chuông được không? Đi làm các hạnh lành thiết pháp được không? Không bao giờ được. Quý vị chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc là được thôi. Nên đưa lên tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là việc cực kỳ đúng. Mỗi người niệm Phật phải nhận thức câu này. Nhiều người là bị cái bệnh, bị bệnh nhiều, bị cái bệnh là mình làm gì khó quá, làm khó quá, bao nhiêu năm nay cũng ta tán tán dữ quá, vị này không phải đơn giản, dữ dằn quá, làm việc phi thường quá, ít ai làm được quá, rồi cứ như vậy rồi mình chấp vào chỗ đó mình làm khó. Mà mình coi bao nhiêu người tán tán mình vậy mà người ta không làm theo được giống mình, vậy thì cái pháp này chỉ có mình mới bị thành tựu. Bổ nguyện Di Đà thì là chúng sanh đều bình đẳng giảng sanh, là niệm Phật ai cũng niệm được. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình đưa bố thí cúng dường, mà mình có tiền bố thí cúng dường được, chứ nghèo sao bố thí cúng dường được. Mình tạo tượng đúc chuông mình phải có tiền mới làm được, chứ giờ mình không có tiền sao làm được đấy. Biết rằng á, là nội tại bố thí cũng làm được là bỏ công, nhưng bây giờ quá nghèo rồi lo kiếm ăn không ra. Từ khi ta vô chùa ta làm công quả thôi, nhưng nó vẫn có sự khó khăn, thì công nhận không? Thiết pháp độ sanh cũng khó vô cùng, việc này không phải dễ làm. Nên tất cả những hạnh lành không dễ làm, nhưng muốn đời này giải thoát mà gặp tịnh độ thì phải gây dựng tín nguyện cực kỳ mạnh, cắm gốc này cho thật sâu, rồi đủ duyên những hạnh lành kia thì chăng thật mà làm đều quy về bổ nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Dù làm hạnh lành, làm việc thiện cỡ nào, nhưng đừng bao giờ bỏ cái chuyện niệm Phật, đừng bao giờ
quên lãng chuyện niệm Phật. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi làm bao nhiêu việc thiện việc lành này, dù tôi niệm Phật ít đi chăng nữa, tôi không có niệm Phật, cuối cùng Phật cũng rước. Chưa chắc. Vì bốn nguyện mà cảm với nguyện Di Đà là ngay chỗ nào? Là niệm Phật, tính nguyện niệm Phật quý vị. Ngay câu Phật hiệu để thành tựu con đường giảng sanh. Quý vị coi, ngày xưa nhiều người ta nghèo, người ta chỉ có niệm Phật không mà ta thành tựu con đường ngồi đi, đứng đi, biết ngày giờ đi. Vì sao bây giờ mình làm nhiều việc thiện, làm thiện, mình đi đầu này đầu nọ, đông tây nam bắc, mình đi tứ tung lang tang, mà cuối cuộc đời mình lại không thành tựu lớn? Vì mình không chịu nhắm mục tiêu niệm Phật nên mình thất bại. Không nhắm mục tiêu niệm Phật gây dựng kiên cố. Đại lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm niệm Phật, gây dựng cái gốc tín nguyện cực kỳ mạnh luôn. Ngài nói một câu rằng niệm Phật là thật, tất cả việc thế gian đều là giả. Để thị vị biết cái tín nguyện của Ngài mạnh cỡ nào chứ. Nên Ngài thành tựu thù thắng, cực kỳ thù thắng luôn. Khi Ngài ra đi, Ngài để toàn thân xá lợi luôn, quý vị coi. Bây giờ Ngài với Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không đều là Bồ Tát đến thế gian đi. Chắc chắn là nhiều người chúng ta nghe Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thì quý vị không bao giờ chịu. Nói rằng Hòa Thượng, tại sao quý vị giảng dám nói Hòa Thượng mà lại thua Hòa Thượng Hải Hiền? Nhiều người quý vị sẽ không bao giờ chịu đâu. Nhưng xin thưa quý vị, những đức cũng nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng nè. Nhưng mà mỗi một con người chúng ta, mình phải xác thực, mình phải nhìn nhận để làm sao tán thán cái hạnh của Bồ Tát mà cho lợi ích chúng sanh, thì các vị Bồ Tát mới vui, nói rằng đệ tử của mình thông minh, nhìn nhận mục tiêu của ta đến thế gian là để độ chúng sanh. Còn ta là Bồ Tát, Phật Bồ Tát rồi thì không có cần thiết cái danh hư danh đó đâu, không phải như chúng sanh phàm phu, nên không có sao hết á. Miễn làm sao tán thán ngay cái chỗ chúng sanh làm được thù thắng thôi. Quý vị coi, quý vị hãy nhìn nhận, quý vị hãy động não suy nghĩ cho kỹ đi. Động não suy nghĩ cho thật là kỹ đi. Bây giờ quý vị có nói gì đi chăng nữa, thì cái việc mà Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không với Hòa Thượng Hải Hiền, thì quý vị coi Hòa Thượng Hải Hiền thành tựu trước mắt là thấy rõ ràng thù thắng hơn Hòa Thượng Tịnh Không, phải không? Trong khi những đức là nghe Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng pháp, Ngài như bậc an sư vậy. Nhưng mà cái việc mà mình phân tích thì mình phải sâu sắc, mình nhìn nhận cho sâu sắc cho kỹ. Những đức nói, nếu như Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài ra đi mà cực kỳ thù thắng, là Ngài có thể chắc chắn là tổ sư. Vì cái công hạnh của Ngài lớn quá. Cái công hạnh của Ngài quá lớn rồi quý vị. Cái duyên mà để hoàn thiện tịnh độ Ngài mạnh quá. Nhưng mà quý vị coi, Ngài tán thán Hòa Thượng Hải Hiền vô cùng, mà Ngài Hòa Thượng Hải Hiền ra đi thì để là toàn thắng xá lợi. Cái hình thức thế gian người ta nhìn, người ta vẫn biết điều này, nhưng nhiều người ta không dám nói đâu quý vị. Quý vị phải nhận thức cho sâu sắc đi chi, phải không? Để mình hướng mục tiêu học mà mình làm được kìa. Quý vị coi, cả cuộc đời của Đại lão Hòa Thượng Tịnh không mấy người làm được. Bây giờ Ngài ra đi rồi, Tịnh Tông học hỏi ai là người đứng lên làm được như Hòa Thượng Tịnh Không? Thì những đức mới nói là cái công hạnh Ngài quá lớn, nhưng cái việc làm của Ngài ít ai làm được. Vì sao Ngài tán thán Hòa Thượng Hải Hiền? Vì Ngài thấy rõ ràng Hòa Thượng Hải Hiền tấm gương đó người ta làm được, gây dựng tín nguyện mà niệm Phật 92 năm ra đi thù thắng như vậy. Nên Bồ Tát tán thán Bồ Tát, Phật tán thán Phật. Mà tán thán làm sao mà cái sự việc làm của vị Bồ Tát, vị Phật đó mà chúng sanh làm được. Mình mới nhìn nhận vậy kìa, chứ mình đừng có mà nghe cái là mình nói tại sao ông này không giảng, không dám nói các vị cao tăng rồi, cảnh giới mình là phàm phu sao mà nói các vị đó. Quý vị, chúng ta đến cuộc đời này, mỗi người chúng ta phải góc độ phải sâu sắc một chút. Phật và Bồ Tát không phải như phàm phu của mình đâu. Phàm phu của chúng ta, một ông thầy dạy chúng ta dù cỡ nào thì chúng ta cũng là gói gọn lại, chúng ta không dám phân tách một chút nào. Nếu Phật Bồ Tát sẽ phân tách rõ ràng hết, cho chúng sanh nhận thức rõ ràng luôn. Vì cái thị hiện của các ngài cho chúng ta nhìn nhận mà. Làm sao mới bị nhắn được mục tiêu mà chúng sanh được lợi ích để thành tựu, thì cái đó mới là cái đặc biệt. Những đức nói rất rõ ràng, cái công hạnh của Đại lão Hòa Thượng Tịnh không ít ai làm được lắm.
Và công hạnh của Ngài làm lớn lao quá, phàm phu không có cửa mà làm được đâu. Quý vị coi, từ bây giờ cho mãi đến về sau, khó có ai mà xuất hiện làm được những việc làm của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị coi đi, bây giờ những người đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng, những người cũng nổi bật vô cùng, giảng pháp đồ, giảng về đạo đức đồ, quý vị coi nổi bật dữ dằn không? Nhưng mà bây giờ quý vị thấy còn xuất hiện gì nữa đâu, ẵn đâu mất tiêu hết trơn. Quý vị coi, cái việc làm của Đại Lão Hòa Thượng khó có ai mà kế thừa mà làm được giống Ngài lắm. Nên việc làm của chúng ta gọi là cúi đầu đảnh lễ tán thán. Nhưng mà về cái việc để mà chúng sanh làm được cái chuyện mà tu hành thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng tịnh độ, cũng kêu vị gầy dựng tích nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng cái môn giảng của Ngài quá rộng, có nghĩa là đa dạng căn tính đều nhào vô để nghe. Nhưng mà một số căn tính mà yếu như chúng ta nghe nhưng mà chúng ta nó bị dẫn đi, cuối cùng mình không nhắm được mục tiêu. Nếu như cái người nghe mà nhắm được mục tiêu là chắc chắn bị thành công liền. Thí dụ như về sách Quán Tổ đi, bị đọc bị để ý đi. Nên như Đức từng cô động một câu: đọc sách người xưa xem căn tính mình. Vì đọc sách Quán Tổ bị xem đi, phải là các ngài tùy thuận chúng sanh đến mức không tưởng tượng được không? Mỗi một lá thư người ta viết gửi cho ngài để hỏi, thì bạn tu môn nào ngài sẽ trả lời môn đó cho quý vị nghe, đúng không? Vì đọc trong sách Ấn Độ đi, quý vị để ý phải không? Rồi ngài cũng tùy thuận phù hợp để ngài đưa ra pháp tu, với cái căn tính đó hỏi gì ngài trả lời. Nhưng mà có vài câu bởi vì cái nhận thức khi ngài nhập thất diệt đại tạng kinh hơn 30 năm, ngài bước ra thiêu liêu thất, ngài để là một câu ngắn thôi, nhưng mà câu này là trọng yếu của tịnh độ. Cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A Di Đà, phải không? Câu thứ hai: người niệm Phật khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Những câu này quý vị hãy để ý đi. Rồi ngài nói thêm câu như thế nào: niệm Phật hóa hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm, nhớ Phật thì chuyển nghiệp, quên Phật bị nghiệp chuyển. Đây toàn là những câu tinh hoa mà chỉ cần bao nhiêu đây thôi, nếu người chịu gầy dựng, quý vị giảng sanh 100% thành tựu con đường giảng sanh. Nhưng quý vị đọc vào sách ngài đi rồi quý vị sẽ thấy nó như một màn lưới rộng kinh khủng luôn. Chúng ta khi vô rồi chúng ta không biết làm cái môn nào, tại vì mỗi một lá thư người ta gỡ ngày ngày trả lời như vậy. Nên sự truyền bá lời dạy của tổ sư, nhưng mà nhìn nhận vào cái gốc chính để thành tựu kìa, không đơn giản đâu quý vị. Tại vì quý vị biết rằng các ngài cũng biết được chúng sanh thời mạt pháp này nè, người ta tu tà tu nhiều quá, người ta tá lả âm binh, người ta tuy là đi đến chùa, hàng Phật tử người ta đi đến chùa người ta tu, nhưng mà người ta thích cầu siêu, thích cầu an, người ta thích làm những cái việc nhiều lắm, người ta làm đủ chuyện hết chứ. Nên các ngài đưa ra mở rộng ra để các ngài dẫn dắt vào cái chỗ chánh tâm tu, tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng mà mình vào rồi mình không nhìn ra được, cuối cùng mình không đi vào trọng tâm mà mình dẫn đi vòng vòng luôn. Nên những đức nói rằng mình tu tịnh độ, mình phải có một khuynh hướng cho cực kỳ sâu, bám cái gốc cho thật chắc, đó là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ đừng có bao giờ mình đọc sách chư tổ sư mà mình đọc mà mình nhìn nhận trong đó rồi mình làm bữa nay gì cái mai mình đọc công đoạn khác được cái mình làm, không được khác công đoạn khác được cái làm, công đoạn khác được cái làm, công đoạn khác được cái làm, lại bị tiêu. Cái gốc chính quý vị không nắm được, nhớ. Có khi tu bao nhiêu chục năm mình không để ý chỗ này nè, cái gốc chính mình không để ý là tín nguyện. Không gầy dựng tín nguyện cho kiên cố mà mình mở rộng hình thức. Mình mở rộng hình thức giết thì cái người tu người ta chạy theo hình thức, chạy theo hình thức, chạy theo hoài luôn. Rồi cuối cùng khi cặn đến người bất tử là người ta đơ, vì người ta không gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Những chỗ này những đức chia sẻ vì nên nhận thức, người tu tịnh độ nên để ý. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Rồi quý vị thấy cả đời Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thuyết pháp công hạnh lớn như vậy, ngài làm bao nhiêu việc
trong cuộc đời để tay làm được lắm. Các kinh Ngài giảng quá trời luôn. Vì coi Ngài thành tựu, Ngài muốn biết ngày giờ, Ngài muốn ra đi để là toàn thắng xá lợi như thế nào cũng được hết chứ. Với cái công hạnh của Ngài, với cái tín nguyện của Ngài là Ngài ra đi tự tại sao cũng được. Nhưng mà vì sao Ngài ra đi? Quý vị đặt câu hỏi này nè. Vì sao Ngài ra đi mà khi cuối cuộc đời Ngài ra đi thị hiện? Đơn giản quá. Chỗ này quý vị phải nhận thức nè. Nhiều người có khi người ta tịnh tông luôn mà người ta thấy Đại Lão Hòa Thượng đi như vậy, có những người trong lòng người ta cũng đặt câu hỏi. Rồi có khi tâm niệm Phật yếu lại không chừng. Nhưng mà mình không để ý được cái chuyện, vì cái công hạnh Ngài quá lớn mà chúng sanh ít ai làm được giống Ngài. Nhưng có một người quá đặc biệt, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, niệm câu Phật hiệu này Ngài không biết một chữ nào. Quý vị thấy, so sánh đi. Một người không biết một chữ nào, chỉ có làm nông. Một người thì quá thông hiệu Phật Pháp, đến nỗi nói là muôn kinh vạn luận, thông tông thông giáo, thông hết pháp thế gian, xuất thế gian. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không thông hết, các tôn giáo Ngài đều thông hết. Vậy coi. Còn Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền không biết một chữ, chỉ có niệm một câu Phật hiệu mà niệm 92 năm. Một bên thì thông tâm thông giáo hết luôn. Thì coi để ý nghe, phải bình tĩnh để ý nè. Phan hả cái tâm mà mình đã nghe Pháp Hòa Thượng, nghe gì trong lòng không vừa bụng, hãy bình tĩnh lại đi. Rồi bình tĩnh lại mình chọn phương hướng. Đại Lão Hòa Thượng vẫn muốn mình phải thành tựu con đường giảng sanh. Nhớ, bình tĩnh suy nghĩ nè. Rồi bị coi thị hiện thì Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền rất đặc biệt. Tới ngày cuối cùng sách cuốc đi làm việc, 112 tuổi vẫn còn đi làm việc sức khỏe tốt đàng hoàng. Còn quý vị coi trước một năm chờ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không mắc, sức khỏe Ngài bằng Hòa Thượng Hải Hiền không? Quý vị xem xét chỗ này. Điều thứ nhất, điều thứ hai, khi Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền ra đi, Ngài để là toàn thân xá lợi, nghĩa là toàn thân xá lợi. Vì thấy điều này rõ ràng mà đúng không? Còn Đại Lão Hòa Thượng không ra đi thì không có để là toàn thân xá lợi, hoặc là nhìn hình tướng không đặc sắc bằng Hòa Thượng Hải Hiền. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là Bồ Tát đẩy Bồ Tát lên. Bồ Tát nào làm cái việc mà chúng sanh làm được thì Bồ Tát này đẩy Bồ Tát kia. Còn đối với các ngài thì cái danh lợi các ngài không có qua màn tới, không có quan tâm đến. Nhưng mà phải nhờ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta mới nhìn ra được Hòa Thượng Hải Hiền. Nếu không có những bài giảng, những điều nhận thức chỉ điểm thì chúng ta không nhìn ra. Nên chúng ta mới công nhận là công hạnh Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không một bậc ăn sư đặc biệt. Nhưng việc làm của ngài ít ai làm được, phải không? Đó, vì nhìn nhận gì thì quý vị sẽ chọn một cái phương pháp là tín nguyện niệm Phật cả đời liền, cả đời bám chắc câu Phật hiệu niệm cho tới cùng luôn, là chắc chắn bị làm liền. Và nhận thức như vậy kìa, khi những đức giảng gì có những người nói trời ơi ông là phàm phu mà ông dám so lường cảnh giới của Bồ Tát, bậy quá. Giảng là người nghe pháp, người tu mà không mở cái trí của mình ra, không chịu nhận thức sâu sắc. Các ngài niệm niệm gì chúng sanh không à? Trong cuộc đời của các ngài thị hiện thì chúng ta phải có góc độ nhìn nhận sâu sắc chứ. Mục tiêu giảng làm sao mà cho người ta thấy được cái việc lợi ích niệm Phật kìa. Đó là Phật, chứ Phật mười phương đều hoan hỷ liền à. Cảnh giới của các ngài cực kỳ hoan hỷ luôn. Được, thằng này được. Dù mày vẫn là phàm phu, chưa phải là gì đặc biệt, nhưng mà mày lại nhìn ra được, mày chỉ điểm. Nó bây giờ quý vị coi, bị in một quyển sách của Ấn Độ, bị đưa có mấy người đọc không? Bây giờ những đứa hỏi tất cả hàng Phật tử đó. Sách vở in thiệt đẹp đưa bị mấy người bị đọc. Mới nói là mạt pháp. Cái chữ mạt pháp mà mình còn không biết nữa. Nếu như người đọc kinh hiểu kinh, người đọc sách hiểu sách, kinh sách người thích đọc, thích nghiên cứu đàng hoàng, hiểu được thì đâu có nói là mạt pháp. Mạt pháp là gì? Kinh giáo ít ai muốn đọc nữa. Ngồi vô đọc là ngủ gà ngủ gật. Sách thì chỉ dạch một hai trang. Quý vị thì cũng có những người bị thích đọc lắm đó, nhưng mà cái lượng người mà không muốn đọc hoặc là không có thời gian đọc thì cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ sách bởi vì tặng rất là khó luôn, rất là khó. Nên những đứa khuyên những người đủ duyên nên làm máy niệm Phật, máy nghe pháp mà phổ biến. Mình đi trong cái thời cuộc phù hợp, sách vở thì mình cũng in, nhưng cái nguồn gốc đó mình vẫn phải in, phải giữ.
Nhưng mà bây giờ đừng có đại trà quá nhiều giải nữa. Vì sao? Họ không đọc. Những đức nói, những đức ở một chỗ thôi, nhưng sách của Ấn Tổ đồ họ đem, họ đưa những đức quá trời nhiều luôn. Mình cầm quyển sách lên, ôi in quá đẹp, thật sự in quá đẹp luôn. Nhưng dạch ra mình coi, mình nói ô thì ra rõ ràng các ngài quá trí tuệ đặc biệt, thông tông thông giáo, mở thông ra hết cái ẩn ý giảng bên trong, phải để ý sâu sắc. Tại vì ai hỏi cái gì ngài trả lời cũng được hết chứ. Cái tâm của ngài mở rộng ra lớn vô cùng. Nhưng tới đời của chúng ta phải có một con người đi vào chuyên nhất, chuyên đến mức mà cho nó vàng chín điều luôn. Nên mười mấy năm của những đức niệm Phật rất nhờ chỗ này quý vị, là những đức không có trình độ học văn, nên những đức tự biết mình, nên những đức không muốn tham cứu cái gì nhiều, vì làm cũng không bằng ta. Thôi mình chuyên nhất niệm Phật luôn, gây dựng pháp tu niệm Phật chuyên nhất luôn. Cả đời mình dù gặp sự cố gì cũng cứ niệm Phật thôi. Mười mấy năm nay những đức thấy đúng là cảm nhận được cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, quá thù thắng à. Nên những đức nói với quý vị, đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ, làm việc này, làm việc kia, làm việc nọ, học tập biết nhiều tứ tung lang tang. Những đức nói, nếu như quý vị mà quay đầu 180 độ, buông xuống tất cả niệm Phật đi, rồi vì thế sẽ thấy lợi ích. Hoặc là tu môn này môn kia môn nọ thấy không có kết quả, buông xuống tất cả chuyên nhất niệm Phật đi, rồi quý vị sẽ thấy kết quả. Nhưng phải buông xuống tất cả thì quý vị sẽ được tất cả. Những đức nói với quý vị nghe, mỗi một cái sở học, mình đọc, mình coi, mình thấy, mình nghe, mình vừa thấy nghe cái là nó lọt thẳng vào cái tiềm thức của mình, cái mắt ở đâu mà bỏ. Nhưng mà bây giờ mình buông xuống tất cả cái hình thức đó, để mình đi sâu vào bổ nguyện tín nguyện niệm Phật. Mình niệm có Phật hiệu này, tâm của mình an lạc tự tại, gây dựng tín nguyện, thì tất cả những sở học kia năm xưa mình sẽ thông hiểu, chắc chắn quý vị luôn. Nên phải gây dựng tín nguyện niệm Phật, đây là cơ hội để giảng sanh cuộc đời mình. Nên hàng Phật tử phải nhớ, cỡ nào cũng nắm chắc ngay có Phật hiệu mà niệm đi, siêng năng, đi đứng nằm ngồi, ai vậy là Phật, cứ niệm Phật, máy niệm Phật thì bắt suốt luôn, nhớ bắt suốt máy niệm Phật luôn. Nên sách sửa lễ viết Quan Âm mà bữa nay mùng 1 còn đúng 15 ngày nữa, sáng 17 là bắt đầu chúng ta vô chương trình ngay chùa mới, 18-19 bên Đại Tùng Lâm, 20 bên Hộ Pháp, 4 ngày pháp hội lễ Quán Âm Bồ Tát, không dũng mạnh phát tâm lên. Tất cả trưởng đoàn nên thông báo cho những người mà người ta đi dự lễ, máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng nên phổ biến ra, vòng đeo tay, pháp thí tặng cho người ta, chỉ người ta quý vị, để người ta đi về chùa người ta có cơ hội để người ta đem pháp thí người ta rải khắp nơi nơi cho chúng sanh được nhờ. Nhớ nghe, phải gây dựng tín nguyện kiên cố nghe quý vị. Có Phật hiệu này phải niệm cả đời không thối tâm. Nhớ nghe, phải niệm Phật cả đời, ai có nói gì cũng bấm chắc ngay bổ nguyện, niệm Phật chăng mặt mà niệm đi, nhất định Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta. Nhớ, chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.